Lord.
Bôi xin mời khán giả mình một lần nữa khoan Bôi xé tờ vé. Rồi bây giờ tiếp nối vẫn là 20.000 đồng cho tờ vé. Rồi bây giờ chủ nhân này đầu tiên kiểm tra lại ba con số 8 là ký hiệu nha, 888 con số 7 mình điểm ra. Con mấy? Số 7. 47. À, xin lỗi, 47. 47 có 1. 52. 52 và 52 có 2. 18. 18 có 3. Số 3. Số 3 hợp lệ. Rồi chủ nhân đầu tiên hợp lệ nha. Quý vị mình nhớ quay lại mặt sau ghi họ và tên kèm số điện thoại giúp Quyền. Ba con số 8 là ghi hợp lệ. Con số 47. 47 có 1. 27. 27 có 2. 56. 56 có 3. Số 9. Số 9 hợp lệ luôn. Rồi dòng lại này chúng ta có hai chủ nhân nha. Mời hai vị chủ nhân chúng ta qua bên đây chia hai là chay hia. Là mỗi người là một nửa bao lì xì. Tôi được trị giá là 500.000 đồng. Và tiếp nối vòng loại mới, giá tiền vẫn là 20.000 đồng quý vị. Chúng ta còn vài một loại nữa nha.